chuyến du lịch Việt Nam, ngạc nhiên vì sao Hà Nội lại thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài đến vậy. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, đến từ Trung Quốc, để xem vlogger này có cảm nhận như thế nào khi ở Hà Nội. Hôm nay, nhiều người mặc trang phục dân tộc đẹp. Chụp ảnh bên hồ, đây là đảo Rùa và tháp Rùa. Có rất nhiều truyền thuyết xung quanh cái tên Hồ Gươm. Đây là nhà thờ lớn Hà Nội nổi tiếng được xây dựng vào năm 1888. Người ta cho rằng đây là bản sao của nhà thờ Đức Bà Paris ở Pháp. Đến nhà thờ, đến Văn Miếu Hà Nội, một điểm tham quan nổi tiếng khác ở Hà Nội, bạn cần mua vé ở đây, khoảng 20 nhân dân tệ, là người nhiều tượng đài bên cạnh. Hiện nay cũng có rất nhiều du khách nước ngoài đến đây tham quan. Ngặt, bạn cần đến phía bên cạnh để kiểm tra an ninh mới vào được. Vì tôi mang theo một chiếc flycam nên tôi không được phép vào phòng chính phủ. Môi trường này rất sạch sẽ. Bên cạnh quảng trường là Hồ Tây, hồ này lớn hơn nhiều so với Hồ Gươm, rất nổi tiếng. Chỉ có một xã hội tự do và cởi mở mới thu hút được mọi người. Tại sao người nước ngoài ngại đến Trung Quốc? Những danh lam thắng cảnh và công trình lịch sử ở Hà Nội mang đậm dấu vết của văn hóa Trung Hoa. Bởi vì họ thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới cùng một lúc. Hồ Hoàn Kiếm là một công viên cổ điển ở Hà Nội, với môi trường đẹp và di sản văn hóa phong phú, rất đáng để ghé thăm. Một thành phố cởi mở, tự do và đáng sống, một đất nước có pháo hoa. Chúng ta không còn có thể nhìn thấy pháo hoa của con người như vậy trong thành phố của chúng ta nữa. Hà Nội, Việt Nam có rất nhiều khách du lịch, người đến người đi, nhàn nhã mua sắm, vừa cổ kính vừa đầy hiện đại. Không có người nước ngoài nào ở Trung Quốc. Có rất nhiều người nước ngoài từ Thái Lan đến Việt Nam. Người Việt thích người Mỹ và ghét người Trung Quốc. Người Nhật cũng thích người Mỹ và ghét người Trung Quốc. Hà Nội, Việt Nam đầy pháo hoa và bún có hương vị rất ngon. Khách nước ngoài rất nhiều. Tôi thắc mắc tại sao khách nước ngoài đến Việt Nam lại nhiều như vậy, trong khi những năm gần đây khách nước ngoài đến nước ta ngày càng ít. Nhìn Hà Nội, Việt Nam bây giờ, rồi nhìn Thượng Hải bây giờ, tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Chúng tôi rất hào phóng và gửi tất cả khách du lịch đến Việt Nam. Người nghèo ở châu Âu và châu Mỹ đã tới Việt Nam và Đông Nam Á. Ở Trung Quốc, họ không đủ khả năng chi trả phí visa và khách sạn 3 sao. Nguyên nhân là do người châu Âu và Mỹ ngày càng nghèo hơn. Ngoài ra, ngành hải quan công cộng của Trung Quốc đã bị cấm. Hãy suy ngẫm về lý do tại sao mọi người không đến với chúng tôi. Có rất nhiều người đến từ Nhật Bản, châu Âu và Mỹ, có phải vì giá cả ở Nhật rất rẻ không? Du khách nước ngoài đến Singapore cũng nhiều, có phải cũng vì giá rẻ? Dân số nhập cư của Hồng Kông đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Có phải vì nước ngoài ngày càng nghèo hơn và chi phí sinh hoạt thấp? Việt Nam sử dụng mạng và phần mềm viễn thông của Mỹ. Người dân Mỹ rất dễ thích nghi. Việt Nam giống Trung Quốc nhất. Họ đều muốn đến tìm hiểu thêm. Phần mềm trực tuyến độc lập của Trung Quốc cũng là rào cản đối với khách du lịch nước ngoài. Châu Âu và Hoa Kỳ đều là những nơi du lịch tiết kiệm và chỉ có khách du lịch Trung Quốc mới sẵn sàng chi tiền. Trong 2 năm qua, khách du lịch Trung Quốc đến Đông Nam Á ngày càng ít và ngành du lịch ở Đông Nam Á cũng không kiếm được nhiều tiền. Phố phường sôi động quá, tôi theo thầy Lưu về thăm Hà Nội, tìm hiểu về văn hóa chợ phiên và món bún bò thơm ngon. Thánh đường dưới nắng hơi lốm đốm, khiến lòng người thấy yên bình, trang nghiêm, lại thêm vẻ thăng trầm của cuộc sống và trang nghiêm. Rất nhiều thông tin cảm ơn thầy Lưu đã chia sẻ. Bún Việt Nam rẻ, khoảng 15-18 nhân dân tệ. Cơm đắt tiền, thịt bò xào hành tây có giá 42 nhân dân tệ. Cà phê Việt Nam rất ngon và phụ nữ Việt Nam thích mặc áo dài tương tự sườn xám Trung Quốc. Chào buổi tối thầy Lưu. Có vẻ như ở Hà Nội, Việt Nam có nhiều người mặc áo sơ mi ngắn tay và nhiệt độ phù hợp. Thật tuyệt vời khi được dạo quanh phố cổ và thưởng thức các món ăn vặt địa phương. Chúc anh Lưu có một chuyến đi Việt Nam suôn sẻ và vui vẻ. Thành phố cổ của Việt Nam rất sống động. Khách du lịch nước ngoài ở khắp mọi nơi, tôi không biết tại sao lại thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài như vậy. Cảm giác rất giống khung cảnh ở Trung Quốc những năm 1980. Có lẽ là vì Lưu nói có rất nhiều người nước ngoài, các nhà đầu tư và chi phí sinh hoạt ở địa phương thấp. Đã gần cuối năm đầu năm mà Hà Nội vẫn ấm áp như mùa xuân và tràn ngập cây xanh. Trung Quốc và Việt Nam nối liền núi sông, gắn bó mật thiết với nhau, hai nước có nền văn hóa, con người tương đồng.
các đồng chí anh em cũ. Hãy cảm nhận tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam. Chúng ta hãy cùng xem trong video của thầy Lưu có những câu chuyện điều thú vị gì. Chúng ta hãy gác lại những định kiến và chiêm ngưỡng khung cảnh nơi đây bằng góc nhìn cảm quan. Ở Việt Nam, những cảnh đẹp bao gồm Vịnh Hạ Long ở miền Bắc và Nha Trang ở miền Trung. Nhìn chung các danh lam thắng cảnh có thể nhìn thấy những người đẹp mặc áo dài đến từ miền Nam. Họ rất đẹp. Nhìn nhân văn, thành phố Hồ Chí Minh còn gọi là Sài Gòn và thủ đô Hà Nội ở miền Bắc đầy pháo hoa, cơm ngon, sản phẩm cao su, bàn ghế gỗ gụ là đặc sản. Tôi làm theo video của thầy Lưu và lại đi du lịch Việt Nam. Tôi đến Việt Nam vào tháng 1 năm 2010. Cảm giác không được tốt lắm, hơi bẩn và bừa bộn. Nhiều người đàn ông Việt Nam mặc vest và đi dép nhựa hoặc giày lười. Nhiều xe máy quá. Đi dạo ngoài đường thấy vườn hoa hỗn loạn, sợ rằng bây giờ đỡ hơn nhiều. Có nhiều khách du lịch nước ngoài và họ thích nói chuyện một cách thực tế. Tôi luôn ủng hộ bạn. Hiệu quả, chi phí của du lịch là chìa khóa để thu hút khách du lịch và hiệu quả chi phí của các nước Đông Nam Á đã vượt xa Trung Quốc. Ngoài ra, ít khách sạn liên quan đến nước ngoài, giá cao. Phương thức thanh toán bất tiện cho du khách nước ngoài, phương thức phục vụ và môi trường trịch thượng. Không những du khách nước ngoài không đến, mà du khách trong nước cũng sẽ dần lựa chọn những điểm du lịch nước ngoài với giá cao hơn. Ở Trung Quốc, mọi thứ đều đắt đỏ, ô nhiễm công nghiệp nặng nề. Phong tục dân gian còn chưa đơn giản, nên không có ai đến đây. Tôi đã đến 6 trên 10 nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Người châu Âu và người Mỹ đến Đông Nam Á đều là du khách ba lô và thường dân, chẳng hạn như người da đỏ, không có tiền. Hầu hết đàn ông đều đi săn gái mại dâm. Đối với họ, Trung Quốc vốn đã quá đắt đỏ, còn nền kinh tế ở châu Âu và Mỹ đang suy thoái, nên họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến những nơi rẻ hơn. Đây không phải là lý do chính. Các ứng dụng Internet được người nước ngoài sử dụng ở nước ngoài không thể được sử dụng ở Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là họ bị mù và điếc. Hệ thống thanh toán hoàn toàn là điện tử và người nước ngoài không thể sử dụng nó. Người nước ngoài không thể đặt hệ thống đặt vé tham quan. Có rất ít khách sạn được chỉ định liên quan đến nước ngoài. Ngoài ra còn có vấn đề về thị thực. Đây là những lý do chính. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Để xem tiếp những video khác, vui lòng nhấn vào trang cá nhân của tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.